làm gì để khắc phục chứng đáng trí sau sinh? Hay quên là tình trạng thường xuyên gặp ở phụ nữ sau sinh. Nguyên nhân là do áp lực công việc, gia đình, thiếu máu não, suy giảm estrogen, thoái hóa tế bào thần kinh. Để cải thiện tình trạng đáng trí sau sinh, các sản phụ cần lưu ý những điều sau: 1. chia sẻ với chồng và người thân. Người phụ nữ không nên im lặng mà hãy chia sẻ những khó khăn, những vấn đề đang gặp phải với người chồng và những người thân trong gia đình. Vai trò của người chồng đặc biệt quan trọng. Chồng cần quan tâm đến mẹ bầu nhiều hơn để họ được thoải mái về mặt tâm lý, nên tích cực chuyện trò để đảm bảo vợ cảm thấy được yêu thương, hạnh phúc, không nên la mắng, chi chiết. Việc chia sẻ khó khăn với nhau cũng sẽ góp phần suy giảm stress và suy giảm trí nhớ sau sinh. 2. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ Chế độ dinh dưỡng bổ sung nguồn estrogen tự nhiên như đậu nành, một số loại hạt như hạt điều, hạt lạc, hạt vừng và hạt hướng dương, cũng như những thực phẩm bổ ích cho não bộ cũng như những thực phẩm bổ ích cho não bộ giàu B6 và axit folic như ngũ cốc, bột yến mạch, rau bina, súp lơ, dâu tây, táo, hạch nhân. Hạn chế các chất kích thích như rượu bia, chai đặc, cà phê và thuốc lá. Ngoài ra, phụ nữ sau sinh nên uống bổ sung sắt trong suốt thai kỳ để tránh thiếu máu do thiếu sắt. 3. Ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc giúp não bộ nghỉ ngơi, qua đó tăng cường trí nhớ. Mẹ bầu nên tập thói quen ngủ trưa khoảng 2 đến 30 phút và ngủ đủ 8 tiếng một ngày tạo nên thói quen cho bé ngủ đúng giờ để mẹ có thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc sẽ hạn chế được tình trạng suy giảm trí nhớ. 4. Sắp xếp công việc hợp lý. Bà bầu sau sinh sẽ sớm trở lại công việc thường ngày như trước khi mang thai, do đó cần phải sắp xếp công việc một cách hợp lý, tránh làm quá nhiều việc cùng một lúc gây quá tải, khiến cơ thể mệt mỏi và ảnh hưởng đến trí nhớ. Cách tốt nhất là ghi chép vào sổ tay hoặc điện thoại để công việc không bị dồn nén quá mức, làm việc thoải mái nhất có thể. 5. Tạo một số thói quen tích cực. Ngâm chân bằng nước nóng và tập các bài tập thể dục nhẹ nhàng để máu được lưu thông và thư giãn cơ thể. Ngoài ra, sau sinh, phụ nữ có thể luyện tập một số bài tập tăng cường trí nhớ, tập yoga để rèn luyện khả năng tập trung cho não.